cảm nhận chất âm tuyệt vời của cặp loa bãi xịn thương hiệu đến từ Đức. Đây là một cặp loa B3 Mark 30 từ 17 côn 76 1 mic chép kèn. Loa sử dụng thùng gỗ sơn sần, hình vắt anh em nhá. Đặc trưng của B3, anh em những em nào đang là fan của dòng loa B3 thì đây là một cặp loa thương hiệu đến từ Đức, một cặp loa có cái mã là F21235 mã anh em. Chất âm phải nói tuyệt vời với một dòng loa B3 thương hiệu Đức. Với giá trần hoạt động từ 60Hz đến 16kHz, công suất là 250W mỗi thùng. Với độ nhạy là 97 dB, trở kháng của loa là 8 ohm và cân nặng là 28 kg. Loa B3 anh em nhá, loa B3 S21235 mã. Thì với cái mã S21235 mã này, anh em thường thấy cái dây căng này thì được là thiết kế một cái nõm nức anh em nhá, nõm nó lại dây căng này. Bát 30 từ 17 côn 63 đẹp xuất sắc nguyên bản. Thùng vách đẹp anh em này. Loa nguyên bụi anh em nhá, loa nguyên bụi, một dòng loa thương hiệu đến từ Đức, B3. Thì với một cặp loa bát 30 B3 có cái mã là S21235 mã, sử dụng bát 30 anh em nhá, từ 17 côn 76 một kèn này. Cặp loa này bao zin cho anh em, đang có giá đầu tư là 12 triệu. Anh em nào có nhu cầu một cặp loa bãi thương hiệu Đức B3 này xin liên hệ cho bên em nhá. Mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Chơi loa B3 này thì anh em chơi bạo lực, độ chịu đòn của dòng loa B3 rất ok anh em nhá. Dòng loa B3 này độ chịu đòn của nó rất là tốt. Bát 30 anh em chơi với không gian phòng từ 25 cho đến 60 vuông. Chơi bạo lực thì phải chơi loa B3 anh em nhé. Bát 30 đang có giá đầu tư 12 triệu. Chất âm tuyệt vời, tiếng bát đánh sâu chắc, dép lẩy,